Thì hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cái là cách mà mình cảm nhận đội hình đánh trong game thế nào là hay nhất. Mình cảm thấy là mình game cấp 10 đây, các bạn thấy. Nhưng mình đã đánh đến Challenger Jin rồi. Nếu mà vào lịch sử thì mình còn đánh đến Challenger 2 cơ. Với đội hình chính của mình như thế này. Đội hình của mình thì mình với phương châm đánh phòng thủ là chủ yếu. Phòng thủ chắc thì không chắc. Mình chỉ lấy hai cái phòng thủ đó là bom bom tower và Inferno Tower, hai cái phòng thủ chủ yếu. Sau đó mình sẽ dùng những cái con nhỏ mình rỉa đối phương. Khi mà đối phương dùng những cái loại nó mạnh nhất thì mình lại dùng Mega Kai. Thì đơn giản như mình sẽ hướng dẫn các bạn cách đánh đội hình của mình. Dự là trước của những trận 1-0 mới chỉ cần đánh thắng một phá này là tốt, đánh thắng một cái trong mình thủ. Các bạn thấy đấy, thì đối thủ có Hawk, Hawk Tower thì mình dùng hai nhà. Thì Hawk Tower chắc chắn là sẽ không có tác dụng với mình rồi. Các bạn xem nhé. Đấy, mình phương châm của mình là không lo để nó chạy đến tối đa. Đó, mình dĩa đó. Tiếp tục lần nữa. Đối thủ bắt đầu đang quay rồi. Mình rơi. Đối thủ rồi. Hai con này thì mình bắt đầu phòng thủ luôn. Trong của mình như thế này, mình nghĩ thế này mình đánh là chắc chắn là con này sẽ con đem dư rồi, chắc chắn sẽ không thể ăn được nhiều hết máu của cái phát pháo này. Bom một tàu rồi mình sẽ thả luôn, tiếp tục luôn. Để nếu có đối thủ xuất hiện thì phát pháo này vẫn có khả năng vận dụng được. Trừ cấp bách Mega Clay này là của cái mã chủ bài bí mình sử dụng thôi, còn dùng để chế rỉa máu họ. Vậy ít nhất thì mình cũng ăn được một cái à, không được chủ. Các bạn thấy đấy, mình ăn được đến 800 máu đó. Bạn thấy đúng rồi, có thường có uống nước, mình có 6 nước. Thả chưa thôi, thả luôn đấy. Mình thấy đấy, như vậy là mình đã rỉa được 400 máu tiếp. Bạn thấy đấy, đây rồi, giờ mình lại phòng thủ tiếp. Đối thủ hả? Bạn thấy đấy, mình đã lại hơn được. Giờ đấy mình đối thủ hết hết rồi, bạn thấy đây. Bắt đầu mình được 3 máu, 3 nước mà gọi là bốn nước rồi. Lại thế nhắc gì ạ, các bạn thấy đấy, mình hầu như chưa mất tí máu nào. Đối thủ mất nửa số máu, mình lại tiếp tục phòng thủ. Các bạn thấy đấy, con này mình vẫn còn máu thì mình sẽ tiếp tục sử dụng lửa để ngồi quân địch của đối thủ ra, và mình dùng vào tay này để tiếp tục để hạ đối thủ tiếp, để không tốn nước và không tốn thời gian qua đây chạy nữa. Phương châm của mình là phòng thủ và không để nước chạy cách lãng phí. Đặt tấn công rồi mình lại không thành công. Mình thủ chắc như này. Bây giờ thì đối thủ dùng khá nhiều nước, mình cho họ biết là nhảy một phát là hết. Chuyện này có phải mình đánh khá là lâu á, thật ra bởi vì dùng tên thì mình sẽ xuống dưới mốt gọn thế đấy. Chỉ cần Mega Cry hút được pháo đài thì mình sẽ ăn được khá nhiều, 600 máu rồi, 700, bạn thấy đấy, ăn được 700 máu. Bốt thế là rõ ràng là Hawk theo thì hoàn toàn không thể tiếp cận được pháo đài mình đấy. Lần trước thì mình dùng đánh sau họ rút kinh nghiệm của cảnh giác chậm hơn một chút và gọi đặt lệch lên một chút thì mình đặt đúng tâm thì lúc này mình lại ăn được. Bí quyết của mình mọi người đó, tiếp tục còn 300 máu nữa thôi. Bây giờ thì họ tấn công bên kia, từ bên nào với nhau cả. Vậy mình thả thả cho đối thủ để cho họ thoải mái một bên,
Hoặc là cứ nhờ mình tỷ lệ thắng nhẹ hơn. Nếu họ cố thủ chưa chắc mình thắng được, nhưng họ cố tình thì ăn nhự nơi kia. Nó có đấy thì mình đánh chắc thôi. Sau đó mình ngồi ở con rồng Nazia này ra bên phải thì có kịp. Nước của mình lúc nào cũng nhiều hơn, còn mình vẫn trong chế độ phòng thủ. Hạ con này đã xong đấy, vẫn thế. Bây giờ lên được Mega Tower. Như thường đại được họ quá tỉnh luôn, chỉ cần một phát đập thế là xong các bạn. Đấy, các bạn rõ đấy, đội hình rất hay. Mình đánh đội hình này lên đến 4.000 trên GDA là cũng không phải là đơn giản. Cấp mình mới cấp 10 thôi, mình gặp khá là nhiều đối thủ rồi. Các bạn muốn xem ấy thì đây, trận mình đánh 3-0 1-0, nó như chủ yếu 1-0 là chính. Đấy, 1-0 tiếp. Vậy mong các bạn sẽ subscribe và like kênh của mình. Rồi, hẹn gặp lại các bạn. Mình cụ thể hơn cách đánh.